chào mừng các bạn đã đến với bản tin thời sự trực tiếp. Tôi chính là Mr. Dân Làng. Và hôm nay tôi sẽ thông báo cho các bạn vài tin thật là nóng hổi. Hiện tại, công viên trò chơi Poppy Playtime đã để sổng chuồng một con quái vật cực kỳ khủng khiếp. Tên của nó là Catnap. Hãy nghe lời của tôi, từ bây giờ các bạn không được mở cửa bước ra khỏi nhà. Nếu không, Catnap sẽ tới và ăn thịt các bạn. Ăn yêu thích của nó chính là Huggy Wuggy. Hãy lưu ý, đừng mở cửa, đừng mở cửa. Ai, trời ơi, vậy, ghê, vậy? Quá, ghê quá à. Cái gì vậy mà la dữ vậy, ghê quá ghê. Trời ơi, ông không biết hả, tôi là một hết ghi ở trong Poppy Playtime mà. Vậy là ông cũng chung Poppy Playtime với Catnap gì đó hả? Chứ gì nữa, trời ơi, cái tên Catnap đó là một cái tên độc ác tàn nhẫn ở sâu ở dưới lòng đất đó, ghê lắm. Cái gì, độc ác tàn nhẫn ở dưới sâu dưới lòng đất luôn sao? Chứ còn cái gì nữa, ông xem ông cũng biết rồi, nó hết ăn thịt hết ghi á. Nó hết ăn thịt hết ghi luôn sao? Chết rồi, nhưng mà vậy ông đi về nhà ông đi. Trời ơi, ông nghe bài báo nói à, bây giờ là không được đi ra khỏi nhà đâu. Đi ra khỏi nhà khác gì nạp mạng cho nó đâu. Trời ơi, cái gì mà nguy hiểm như vậy trời. Vậy bây giờ tụi mình phải tìm cách gì đó thôi. Làm cho tôi cái nhà này ở trong nhà của ông tới lúc nào yên ắng mới về. Trời 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 trời, khác gì ông là con mồi để dụ nó tới ăn thịt đâu. Hay ghê chứ vậy. Bây giờ sao? Bây giờ ông bỏ mặt tôi ra ngoài đường là tôi bị ăn thịt liền đó. Bây giờ mình phải làm gì ngôi nhà này đi. Ước yêu quá ghê ơi, chứ nhà của tôi không có cửa. Trời ơi, biết luôn rồi, biết luôn rồi. Tôi cũng vừa mới coi xong luôn rồi. Mà bây giờ Huggy đang ở với tôi đó. Mà Huggy không thể đi về được. Huggy mà đi về nhiều khi là gặp Catnap là bị ăn thịt luôn đó. Giờ chúng ta tính sao đây? Trời ơi, tôi sợ con Catnap nó sẽ ăn thịt tôi. Tôi không muốn nằm trong bụng của nó đâu. Trước đây nè. Thôi, bây giờ mọi người vô nhà của tôi đây. Bây giờ chúng ta tìm cách giờ xây ngôi nhà trong cái cửa chặn lại được. Chúng ta không nên mở cửa bước ra ngoài. Cái ông đó đã khuyên rồi mà. Vậy bây giờ làm gì? Được rồi, bây giờ làm cái cửa rồi, cái kiểu rồi đi. Rồi, có một cái cửa rồi nè. Wow. Đi. Trên này nữa, một cái cửa nữa. Ngon lành, mở thử cái coi. Rồi, được rồi. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Tôi phải cần lắp thêm dải camera để chúng ta dễ quan sát nữa. Hợp lý. Công nhận ý kiến của ông đặt hay á. Người sáng tôi. Đi, xuống nhà lắp camera nữa mọi người ơi. Nhanh lên. Nhớ đóng cửa. Đâu, gắn đâu nó hợp lý đây. Đây, gắn trước nè. Trời đâu rồi. Thấy, rồi một cái. Chưa, cửa sau nữa, đi theo tôi mọi người ơi. Đây. Trời ơi, nhiều cửa, nhà nhiều cửa quá, cực khổ này chứ. Rồi gắn thêm cái cam này nữa, mỗi cái cam là có một cửa. Hợp lý. Đóng cửa lại. Ê, Huggy. Bây giờ ông thử kể cho tụi tôi nghe thử coi Catnap là như thế nào vậy. Được, để tôi kể cho ông nghe. Ông sẽ rất là sợ luôn đó. Chị nghe ghê vậy trời. Trời ơi, sao mà không ghê được. Catnap chính là ăn thịt luôn mà. Gì ăn thịt luôn cả Huggy luôn mà. Nát còn được gọi là thí nghiệm 1188 hoặc trước đây gọi là heo đo gam beo. Heo đo gam beo. Phản diện thứ ba của Poppy Playtime. Đóng vai trò là một nhân vật phản diện chính của chương 3 giấc ngủ sâu. Giấc ngủ sâu luôn hả? Anh ta chịu trách nhiệm trong coi Home Sweet Home, khét tiếng một nơi gọi là lay care giam giữ các thí nghiệm của trẻ em. Gì? Thí nghiệm về trẻ em luôn sao? Ghê vậy. Trời ơi, ghê trời. Vậy là Catnap nó không quan trọng ai luôn. Gặp ai nó cũng dí hết luôn hả? Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt là nó hết tôi đó. Nó ăn tôi. Trời ơi, nó hết ăn hết tiêu kỳ đó trời. Ông vậy, ông biết lý do. Bây giờ không biết là có điểm gì ông nữa. Ghê quá trời ơi. Vậy là chúng ta nếu mà bị con Catnap đó thấy là bị ăn thịt luôn á. Vậy chúng ta phải đề phòng con Catnap. Con Catnap nguy hiểm quá mà. Ủa, có tiếng chuông gì cả? Để tôi ra mở cửa cho. Thì nó là như vậy, bởi vậy tôi mới trốn ở nhà ông, không có về được đâu. Trời ơi, bộ con Catnap nó nguy hiểm lắm mà. Một con mèo gì mà đáng yêu quá vậy trời. Chị cho em vào nhà với được không? Ủa, bộ em không có nhà hả? Em không có, em đi vòng vòng ngoài đường lạnh quá à. Em là một con mèo bợ dễ thương tội nghiệp bị bỏ rơi. Chị mà không cứu em là người ta bắt em vô lò mổ luôn á. Trời ơi, nghe mà tội nghiệp dữ vậy nè. Thôi em vô nhà đi. Dạ, cảm ơn chị. Vậy là chúng ta phải đề phòng con Catnap nhiều lắm luôn á. Giờ này rồi Jimmy. Có hai con Catnap kìa. Catnap gì? Con mèo gì đâu đáng yêu như vậy mà. Em là con mèo tiêu
Không phải đâu mọi người, đây là con cắt nắp lúc mà nó còn dễ ương đó. Xíu nữa mà không cho nó ra ngoài là tôi quá anh cắt nắp khổng lồ ăn thịt chúng ta đó, cho nó ra ngoài nhanh lên. Em có như vậy đâu. Ơi giờ sao đi ha? Không biết nữa. Các anh chị, em là mèo bỏ hoang mà, em đâu có làm hại đâu. Nó ăn thịt bọn mình đó, đuổi nó ra ngoài đi, đừng cho nó vô đây. Tin tôi đi, trời ơi nó đang lừa mọi người đó. Anh chị dám nói em như vậy sao? Ôi, thấy chưa, nó bắt đầu hiện nguyên hình rồi đó. Ấy cha, chúng ta phải tiêu diệt nó thôi. Chết đi đâu con cáp nát kìa. Mày nè, mày nè, mày hả? Bi ra khỏi nhà. Đóng cửa lại. Ê, có camera, nó. Ui, nó đang phá cửa của mình. Mày múa không? Tao giết mày luôn bây giờ đó. Đồ đáng gì? Biên đây. Em ơi. Ui. Ai chưa ơi, Jimmy ơi. Nhưng mà sao cái cáp náp này khác với lại cáp náp hồi nãy hiện trên tivi quá vậy? Trời ơi, đây là lúc mà nó còn dễ ương thôi. Trời tối lúc mà nó cái gì mà ghê dữ vậy mấy bạn ơi? Vậy là nó đánh lừa mình đó hả? Đúng rồi, nó đánh lừa tụi mình đó. Đánh lừa bà đó. Tôi đâu có biết đâu. Xem nữa, chết rồi. Xem nữa là bà hại chết tụi tôi rồi đó. Con báo này á, tôi mà bà mặc đồ con bò mà tôi tưởng bà là con báo không luôn á. Jimmy ơi, nhưng mà kiểu vậy thì không ổn đâu. Mấy cái cửa tụi mình không được kiên cố cho lắm á. Mấy ông ơi, phòng mệt rồi, tối nó sẽ kiếm tới đó. Tôi thấy cái cửa này nó không kiên cố nè. Trời ơi, cửa này toàn căm cửa không kiên cố mà. Bây giờ tôi nghĩ là mình phải kiếm cái gì đó mình chặn cửa lại thôi, chứ kiểu vậy không được đâu à. Chặn cửa lại đi. Hey, mình phải có cái này trở thành một cái cửa thiệt là thông minh, chứ không thể nào mở như vậy được. Trời ơi là trời, tụi nó mà vô được lấy bà luôn. Được đó, ghi rất ghi. Bây giờ tôi sẽ khóa cái này lại. Khóa lại đi cho chắc. Ok, như vậy là an toàn rồi đó Jimmy ơi. Chưa hết, còn cửa sau nữa, theo tôi. Như vậy là ổn hết rồi đó. Thì Hà đâu rồi, để chúng ta lên coi Hà đi. Trời ơi, tôi đang code ơi lại code nè. Code để nhập mật khẩu chỉ có ở trong mở được thôi, chứ ở ngoài không mở được. Hợp lý. Hết chưa? Bài. Vậy là ok hết rồi đó mọi người ơi. Cửa nẻo rồi, chúng ta đã an toàn. Được rồi, chúng ta sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai vô nữa. Trong trời khỏi cách nam. Get go. Ok, đây chính là flycam của tôi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ điều khiển cái flycam này bay ra ngoài để coi thử tình hình bên ngoài đang như thế nào, con cách nát nó sẽ ra sao rồi, hiểu không? Ok, hiểu. Điều khiển đi. Được rồi, bây giờ là đã nhập cái mật khẩu vô đi cho mi. Được rồi, tôi sẽ nhập mật khẩu đi. Rồi, tôi đang điều khiển nó bay ra nè. Được rồi, bây giờ thì mày phải cố gắng đi tìm con cá náp bằng được cho tao đó camera. Đằng trước không có con cá náp, hình như nó đi đâu mất tiêu rồi. Không biết luôn. Đi đâu ta? Bây giờ tôi sẽ bay vòng vòng ở lại, tôi kiếm thử coi rốt cuộc con cá náp nó đã đi đâu rồi đây. Super ngáo mà nó còn đang ở nhà thông thả dữ vậy trời. Ui. Trời ơi, con mèo của mình nuôi nó hành con gì rồi? Super ngáo lên đi ra. Con cá náp. Con thằng ngáo bị con cá náp ăn thịt rồi mọi người ơi. Ui, cái con chết tiệt này nhưng mà nó ghê dữ vậy trời. Trời, nó còn gặp cái webcam của mình nữa các bạn ơi. Nhưng mà mình... con Kimmy, đi vậy? Sao Kimmy nó đi về giờ này? Trời ơi, con nhỏ ngu này. Trời ơi, bây giờ người ta đang thông báo là cấm ra khỏi nhà mà mấy đứa này nó đi tùm lum hết á mấy bạn ơi. Thôi xong rồi. Nó xử luôn cả con Kimmy luôn rồi mọi người ơi. Con cách nắp chết tiệt. Bây giờ cái nhà kia ăn không được, mình sẽ quay trở lại vào tối nay. Tối nay nó sẽ quay lại sao? Con cá nó sẽ quay lại vào tối nay. Mình phải bay về thông báo cho mọi người mới được. Jimmy ơi, mở cửa cho tôi Jimmy ơi. Đây. Được rồi nè. Tình hình bên ngoài nguy cấp lắm mọi người ơi. Super ngao đã bị con đó dụ, xong đó lại bị con đó giết luôn. Còn Kimmy thì tự nhiên bây giờ người ta cấm đi ra khỏi nhà thì nó lại đi ra khỏi nhà. Trời ơi. Mấy người này không xem tin tức gì. Trời ơi, bởi vậy các bạn thấy không? Hãy xem tin tức nhiều vô. Bởi vì tin tức nhiều khi nó sẽ giúp cho các bạn thông báo và biết được mọi chuyện đó. Làng chúng ta còn có chúng ta là an toàn thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó làng của tụi mình giờ còn giờ có tụi mình thôi à. Nó nhắm vô con người không đi hức đi đâu. Bây giờ chúng ta phải cần chuẩn bị cho tối nay, bởi vì cái con cá nát đó sẽ quay lại vào tối nay theo những gì nó nói mà tôi nghe lén được đó. Vậy là tối nay nó còn kinh khủng hơn nữa đó. Đúng vậy, tối nay mới là cái thứ mà chúng ta sẽ mới đáng sợ đó.
Vậy đi. Ôi rồi sao trời ơi, mới chợp mắt chút xíu thôi mà đã tối sớm vậy. Trời ơi, ông chợp mắt 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Ôi trời ơi, buồn ngủ muốn chết luôn vậy á. Hay tình hình sao rồi, để tôi check camera cái coi. Có vẻ yên bình, có vẻ yên bình. Có vẻ như là con cá nắp nó chưa hành động gì hết mọi người ơi. Ê, Ủa, có chuyện gì cái vậy? Cái gì vậy, ghê có chi vậy? Ở ngoài kia là bạn của ông, sao giờ này nó còn đi ngoài kia vậy? Ủa, sao vậy? Xe dây. Mày làm gì đi ra ngoài đường vậy? Nhà em hết đồ ăn với nước uống rồi, em còn nhịn đói được chứ hết. Trời ơi, sắp chết đói luôn rồi đó anh. Đi về đi, ngày mai rồi ăn. Thôi xong rồi. Xe dây, sao đó, sao đó. Ôi, đánh nó. Kìa các bạn ơi. Ôi, đánh nó. Xe dây, ôi. Chạy vô đây. Vậy chính là cá nắp. Cá nắp mà phiên bản ghê gớm gì đây đúng không? Tụi đang phun khí độc vô cho tụi mình kìa. Nhưng mà may quá nhà tụi mình là phòng kín không sao hết. Đó là khí độc của nó đó. Khi mà chúng ta hít đúng chúng khí độc của chúng nó là mình sẽ bị ảo mộng. Sau đó là bị nó ảo mộng luôn sao? Cái gì ghê vậy? Vậy chúng ta không được hít cái khí đó nha. Vậy bây giờ mình phải sao lắm kìa. Ôi dồi ôi, hết hồn luôn. Nó ghê quá. Nó la kìa, nó la cái gì? Mày la cái gì mày con quỷ? Mày nó như muốn thôi. Các bạn coi kìa, cái xương của nó kìa, cái nó nhìn nó siêu ốm yếu luôn, nhìn nó siêu nghiện luôn á mấy bạn ơi. Hả? Không bao giờ, đừng mong chờ. Mày nghĩ sao tụi tao sẽ mở cửa cho mày cho mày giết tụi tao hay vậy? Ui, tao đang đập cửa của mình kìa, kêu đi. Cửa này chắc không vậy. Ôi nó cứ đập cái cửa của mình kìa. Bạn ơi, cái cửa của mình nó đang khóa cửa của mình ở ngoài á mấy bạn ơi. Giờ mình tính sao đi nha. Cái con này á là nó sợ lửa dữ lắm. Nếu như chúng ta có cái gì đó lửa là chúng ta có thể xử được nó đó. Sợ lửa sao? Sợ lửa. Bây giờ nhà tôi thì có cái gì lửa đâu trời, không lẽ tôi đốt nhà. Đốt nhà là mình đi theo nó luôn á. Thì để coi nó ở đâu trước đã. Ủa? Nó đâu mất tiêu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Ủa, 102, 103 cũng không có luôn. Ui, trời ơi, hết rồi. Ui, nó đang cạp cái cửa sắt ở trên của mình nè, mà nó mở không có được. Cùi bắt mày. Đâu, mở là xong. Làm gì mà mở được? Nhưng mà bây giờ chúng ta tìm cách gì đó có lửa không? Ở đâu có lửa không? Nhà tôi không có lửa. Ôi, nhà tôi có lửa đi ha. Nhà bà có lửa. Mà lửa gì cũng được. Súng lửa luôn hả? Ôi, thả rồi, thả rồi. Bây giờ chúng ta phải qua bên nhà tôi thì mới lấy được, nhưng mà đi qua nhà tôi thì phải đi thật nhanh, không nên con cắm nó ăn thịt đó. Nhưng mà bà nhớ nằm ở đâu không, để mình chạy một mạch qua tới đó luôn. Tôi nhớ nó nằm trong tủ á. Bây giờ mọi người đi chung với tôi đi lấy đi. Trời ơi, từ từ. Vậy là nó vẫn đứng ở trên lầu. Thì bây giờ chúng ta mở khóa cái cửa đằng trước này rồi chạy luôn nha lên. Được rồi, mở khóa đi zombie. Mở khóa đi. Mà đi chung á. Đó mà có được ta thì tôi sẽ làm con mồi nhử cho thời gian cho mọi người nha. Được rồi đó. Được rồi, chạy. Ôi, nó vô trong nhà tôi kìa, chạy lẹ. Vô. Nhanh lên, nhớ đóng cửa. Súng lửa đâu? Lùi về mọi người. Mày nè. Lửa nè con. Mày nè. Từ từ, coi chừng cái tối màu hồng của nó. Giúp ơi. Lùi. Ê, không được. Ôi. Nhanh lên, có mặt nạ hả? Tốt quá rồi. Được, có mặt nạ chống độc là được luôn á. Ok rồi các bạn ơi, có mặt nạ rồi, nó đâu? Đi. Mày hả? Con cá nắp chết tiệt, mày chạy đâu rồi? Ê, nó kìa. Trong làng tao hả? Tao ít cho mày chết. Nó đằng kia, tôi thấy rồi, kìa. Đứng lại con cá nắp kìa, ngươi sợ hả? Trời ơi, ba cái khói này bây giờ không nhầm nhỏ cho bọn tao nữa. Đốt nó mấy bạn ơi, đốt nó. Mày nè, nóng hả? Ui, con cá nắp chết tiệt, Mày nè. Cẩn thận. Mày nè, chết đi. Cho nó vô góc giùm mình. Đúng rồi. Vô góc, đúng rồi. Mày nè. Ui, nó chết rồi. Mình đã tiêu diệt được nó rồi. Yeah, các bạn ơi, mình đã tiêu diệt.
không có teo về được cát nắp rồi. Và cát nắp thiệt là nguy hiểm. Nếu các bạn thích video này của mình và đừng quên để lại cho mình nút like, share ủng hộ video cho mình và đừng quên qua đăng ký cho mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Muốn coi video mới thì click vô video này luôn nha. Bye bye.